Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh We Can Cook cùng vào bếp nha. Như đợt trước Nguyên có giới thiệu các bạn món bánh bông lan Phú Sĩ á, rất là nổi tiếng nha. Thì đợt này We Can Cook sẽ làm dạng bánh bông lan Phú Sĩ mà dạng bánh bông lan cuộn nha cả nhà ơi, rất là thơm và ngon nha, đặc biệt là với cái phần sốt kem phủ lá cẩm các bạn, rất là thơm luôn các bạn, rất là đẹp nha. Rồi mời cả nhà cùng vào bếp với We Can Cook nha. Về nguyên liệu thì giống tương tự cái bài bánh bông lan Phú Sĩ đợt trước là chúng ta sẽ có 75g bột mì cùng 10g bột bắp này cả nhà nha. Ngoài ra sẽ có 75g đường cùng với 25ml sữa tươi và 25ml dầu ăn. Ngoài ra chúng ta sẽ có là 1g vani cùng với 3-5ml nước chanh các bạn nha. Các bạn không có thể giấm được. Còn đây chúng ta sẽ có 3 quả trứng gà các bạn nha. Trứng gà cũng tương tự rồi chứ, chúng ta sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra đi các bạn nha. Mình sẽ đánh lòng trắng với đường và với nước chanh các bạn nha. Còn lòng đỏ mình sẽ đánh chung với dầu ăn cùng sữa tươi và đi. Sau đó mình sẽ trắng đánh xong á, mình sẽ phôn cùng với đánh đều cùng với cái lòng đỏ các bạn. Sau đó mình sẽ rắc cái bột mì. Về làm trắng thì cũng tương tự những bài cũng là cũng đang trước á đó. Đó mình cũng sẽ đánh và số 1 các bạn cho lòng trắng nó đều lên bọt khí, rồi sau đó mình sẽ cho đường cùng với cái chanh vào đánh nè, từ số 2 đến số 3 khi mà hỗn hợp nó đặt lại các bạn, nó cứng lại, bao bọc cứng lại là ok các bạn nha. Ok, và lòng trắng đã xong các bạn, đó đã bông cứng rồi các bạn nha. Các bạn tắt máy là mình nhấc cái lên đó thì cái que mà nó không đứng đó, là ok các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn lòng trắng chung với lòng đỏ nha các bạn nha. Đó, lòng đỏ mình đã khuấy đều cùng với dầu với sữa tươi với đường vani gì đó. Sẽ cho cái lòng trắng vào lòng đỏ mình khuấy đều lên, phôn lên. Sau đó mình sẽ cho hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng trộn chung với nhau nha. Mình vừa phôn mình vừa trộn chung. Đó. Cho nó nguyện vào nhau. Ok, mình sẽ cho lòng trắng và lòng đỏ lên. Đó, mình sẽ trộn chung lòng đỏ với lòng trắng trước các bạn nha. Đó. Mình cho ít lòng trắng vào cái hỗn hợp lòng đỏ trước các bạn, nó phun đều lên đó. Nó cho hỗn hợp lòng đỏ nó mịn dùng với lòng trắng trước. Đó, một phần lòng trắng, sau đó mình sẽ đổ một phần này vào chung vào hỗn hợp lòng trắng nha. Đó, các bạn phun đều lên là ok. Đó, tránh trường hợp nó bị vỡ bột khí nha bạn nha. Sẽ không có nở đều. Ok, và sau khi lòng đỏ với lòng trắng đã nguyện rồi nha, bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp bột vào các bạn nha. Các bạn nhớ ra nha các bạn nha, cho hỗn hợp nó miệng rải đều khắp hỗn hợp lòng đỏ lòng trắng á, thì khi mình phô nó sẽ đều các bạn, nó không có bị chai bột hay là nó bị nở kém các bạn nha. Đó, các bạn nhớ chia thành từng đợt rắc bột nha, mình chia khoảng 3-4 lần để rắc bột lên các bạn, cho nó không bột đều, cái đừng đổ ào vô nó sẽ bị chai bột các bạn nha. Đó,
cái bắt đầu phần một lần lần ít thì á, thì khi mình phô nó sẽ dễ hơn, nó thấm cùng với hỗn hợp của trứng. Đó, khi bánh nó sẽ nở rất là tốt, rất là đẹp các bạn nha. Đó, mặc dù khó xíu nhưng mà nó sẽ rất là đẹp luôn. Chia 20 lần bắt bộ nó sẽ rất là tốt. Ok, hỗn hợp bột đó xong rồi, bây giờ mình đã chuẩn bị một khay chủ nhật rồi, mình cũng đã dùng cái nhớ nến mình đã ủ nó sẵn các bạn. Bây giờ mình cho hỗn hợp bột vào các bạn nha, các bạn cho vào sau các bạn chà chảy đều á, cho hỗn hợp bột nó đều luôn, khi mình nướng lên nó sẽ rất là mịn và đẹp nữa. Ok, bây giờ mình chuẩn bị mình nướng các bạn nha. Mình sẽ gõ và cho nó bột nó phẳng lại các bạn nha. Đó, nó bị phần trên đó thì nướng sẽ đẹp hơn. Rồi nướng mình cũng đã mở sẵn nha các bạn, chứ 15 phút rồi đó. Đó, nhiệt độ mình sẽ nướng, nếu mà cách thủy các bạn thì các bạn nướng cỡ 160-170 nha, trong vòng 30-40 phút. Còn nếu mà các bạn nướng không cách thủy thì các bạn nướng 130-140 nha. Đó, các bạn lưu ý nha, cho là khoảng 30-40 độ các bạn. Các bạn bột luôn đổ nước vô đó. Vì mình đổ nước mình sẽ nướng khoảng cầm 160-170 các bạn nha. Ok, nguyên liệu làm kem phụ chúng ta sẽ có là 25g bột gạo cùng 25g bột bắp các bạn nha, bột năng cũng được. Rồi chúng ta sẽ có là 50g đường cùng với 120ml nước cốt dừa và 50-70ml nước lá cẩm các bạn nha. Đậm màu luôn. Và đây chúng ta sẽ có dầu là khoảng cỡ 10-20ml nha, cùng 1g muối và 1g vani luôn. Ok, và đợt này mình sẽ cho hết tất cả nguyên liệu vào luôn các bạn nha. Đó, hay gì dầu mình cho sau cùng như được đặt bài trước, thì mình đợt này mình sẽ thử nghiệm mình cho dầu vào luôn, các bạn sẽ thấy kết quả sẽ khác nhau nha. Tại vì dầu sẽ tác động tới nước á, làm nước nó sẽ mau chống nó kiểu nó đông đặc hơn, mà thứ hai nó sẽ dẻo hơn và làm mình sẽ sơ lên nhanh hơn các bạn nha. Đó, cách nào cũng được. Đó. Sau khi đổ xong thì mình sẽ rây lại, mình sẽ cho lên cái nồi các bạn nha. Mình sẽ bắt đầu mình nấu thôi. Nấu thì nó sệt lại là ok. Ok, và sau khoảng 3-5 phút là hỗn hợp đã sệt lại các bạn thấy không? Nó là mịn đẹp nha. Bây giờ mình ra mình lấy sử dụng thôi các bạn ơi. Đó, các bạn cho dầu vào nó sẽ nhanh hơn các bạn nha. Nó tùy hai cách cho các bạn lựa chọn á. Ok, và sau hơn 30 phút thì bánh đã chín rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Ok, và mình sẽ chuẩn bị một cái giấy nến các bạn. Mình cắt một miếng giấy nến từ kích thước của cái giấy nến mình đã nướng trong cái khay các bạn. Để lát mình sẽ lần mặt cái bánh mông lan lại các bạn nha, để mình cuộn lại. Ok, và mình đã lấy cái bánh nướng ra, bây giờ mình sẽ phủ cái miếng giấy nến mình cắt lên. Và mình sẽ lần được mặt lại các bạn nha. Đó, để mình cuộn các bạn. Đó, các bạn xem rất là đẹp nha. Đó, bánh vừa chín tới, các bánh thấy rất là mềm, mình hơn luôn các bạn, không có bị khô nha các bạn nha. Rất là ngon luôn. Thế và bây giờ mình sẽ lấy cái phần kem phủ lá cẩm, mình sẽ bắt đầu mình vén luôn các bạn nha. Vén một lớp mỏng lên cái phần bánh mông lan trước các bạn, lát mình sẽ phủ thêm lần cái lớp thứ hai khi mình đã cuộn xong các bạn nha.
Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cuộn nha các bạn. Cuộn như cuộn sushi các bạn. Đó, mình dùng cái miếng giấy đánh như mình đang sử dụng một cái miếng mình chiếu á, mình cuộn lại thôi nha. Đó. Thì cuộn cái này á, nhiều khi nó sẽ hơi mạnh tay, nó sẽ hơi chóc cái phần mà đậu bánh trên, nhưng mà không sao, lát mình sẽ phủ cái keo cũng lên là rất là đẹp các bạn nha, không sao hết nha. Đó. Cứ mình vừa cuộn mình vừa dùng cái tay mà giữ cái phần giấy nến mình kéo ra. Đó, giấy nến kéo ra là xong nha. Ok, sau khi cuộn xong mình sẽ bắt đầu mình lấy cái phần kem phủ còn lại ấy, mình sẽ quét các bạn nha, quét đều lên cái phần với bông lan cuộn này, sau đó mình sẽ rắc dừa lên là xong các bạn, rất là đẹp, rất là ngon các bạn nha. Đó. Và rất là đẹp luôn mà nó cẩm, tuyệt vời. Ok, và sau khi phủ phần kem xong, bây giờ mình rắc cái phần dừa lên và dừa sợi nha. Đó, đẹp và ăn rất là ngon mình nha. Còn dừa dụng á, nó sẽ không có được mịn mà ăn không ngon rồi các bạn nha. Dùng dừa sợi rất là ngon và đẹp luôn. Đó, giờ là xong các bạn ơi, thưởng thức thế nào? Wow, cả nhà ơi, nhìn rất ngon không nào? Trời ơi, quá tuyệt vời nha. Với từng lớp kem phủ, cái cẩm bên ngoài nó béo, mùi vừa thơm ngon, cùng với dừa sực sực ăn vào là lớp bánh bông lan mềm tan trong miệng các bạn ơi, quá tuyệt vời các bạn nha, rất là thơm và ngon và đẹp các bạn. Đó, sau bài bánh bông lan của Vũ Sĩ thì này thì các bạn có thể sáng tác ra nhiều bài nhiều món bông lan mới nha, như là cuộn lá cẩm nè, đậu biếc nè, đó lá dứa rất là thơm nha cả nhà ơi, rất là ngon luôn, tuyệt vời luôn nha. Rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh bông lan này nha. Hẹn gặp các nhà ở những clip sau. Bye bye.